ta có số 357. Số 3 này ở hàng trăm nên ở đây ta có 300. 100 200 300 300 ở đây. Vậy số 3 này đại diện cho 300 bởi vì nó đang ở hàng trăm. Để mình viết như thế này. Ở đây là hàng trăm nè. Rồi ta có 5 ở hàng chục. Hàng chục. Cho nên ở đây là 1 2 3 4 5 chục. 50. Và cuối cùng ta có là ở hàng đơn vị ta có 7 Nên cái này đại diện cho 7 ở hàng đơn vị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đơn vị Và từ đó ta trừ cho 251 Hoặc là 250 và 1 đơn vị Vậy hãy tạm dừng video và nghĩ xem kết quả là gì nhé Bây giờ chúng ta giải cùng nhau nào Đầu tiên chú ý vào hàng đơn vị Ta sẽ bắt đầu với số 7 ở hàng đơn vị Của 350 và 7 đơn vị 7 ở hàng đơn vị này Ta sẽ trừ đi 1 đơn vị ở đây Để mình tô một khác nhé Ta sẽ trừ 1 đơn vị đi Và ta sẽ còn lại 6 đơn vị Giờ thì đến hàng chục Ban đầu ta có 5 chục Và ta sẽ trừ đi 50 chục Hãy trừ đi 1, 2, 3, 4, 5 chục Ta sẽ trừ hết ở hàng chục Vậy thì giờ ta còn không ở hàng chục Và cuối cùng Ban đầu thì ta có 300 Nhưng ta muốn lấy đi 2 ở trong số đó hay là 200 đi Vậy thì ta sẽ trừ cho 100, 200 Và ta sẽ còn lại 100 ở đây Vậy ta còn lại 100 3 trừ 2 sẽ là 1 Còn lại 100 Hy vọng là bài toán này giúp bạn hiểu được các hàng giá trị Bạn có thể nói là À mình sẽ tô đậm cái số này và mình sẽ nhìn vào cái hàng giá trị Và ở ngay đây thì mình có 7 trừ 1 bằng 6, 5 trừ 5 bằng 0 hay là 3 trừ 2 bằng 1 Nhưng mà ở đây mình muốn là các bạn hiểu một cách rõ hơn Là chỗ này là 7 đơn vị trừ 1 đơn vị còn 6 đơn vị 50 trừ cho 50 Thì bạn sẽ chẳng còn gì ở hàng chục, nghĩa là không ở hàng chục và 300 số 3 ở hàng trăm này trừ cho 200 thì bằng 100. Còn lại duy nhất 1 ở hàng trăm. Vậy thì ta còn 106, 100, 0 chục và 6 đơn vị.